Bởi vì cái hải kim sa này gần như các sản phẩm khác không có và mình uống vào mình sẽ thấy nó khác, mình sẽ thấy nó tuyệt vời luôn các bạn. Đây là cái các bạn có thể dừng cái video lại và giữ lại cái video này để xem cái thành phần của cái hộp của nó đây. Còn mình đã bóc cái hộp nó ra như thế này. Đây. Trong hộp nó sẽ có 3 vỉ, mỗi vỉ là 10 viên. Đấy, mỗi vỉ là 10 viên. Đấy. Nha. Thì chỉ có 120.000 thôi mà các bạn mua được 30 viên một hộp. Thế thì 120.000 chia cho 30 viên thì tương ứng là nó chỉ có 4.000 đồng một viên thôi. Và các bạn uống sáng một viên, tối một viên. Thì điều đó là tức là mỗi một ngày bạn chỉ mất có 8.000 đồng, chưa đến 10.000 đồng để cứu được cái thận của bạn. Quá rẻ, quá rẻ, quá tuyệt vời. Và trên hộp của nó, đây nhá, có mã vạch để chống giả này, anh chị em nhé. Có mã QR để anh em chống giả. Có tất cả mọi thứ ở đây. Đấy, và có tem, anh chị em này, có tem này nhá, có tem này. Đấy. Anh chị em ok chưa? Đây là điều tuyệt vời của Lộc muốn chia sẻ anh chị em. Chỉ có 119k chỉ có Lộc bán thôi. Không có ai bán cái giá này anh chị em. Nhưng Lộc sẽ làm cho anh chị em một cái bất ngờ nữa. Bất ngờ nữa là cái sản phẩm này. Bây giờ Lộc sẽ bán combo. Lộc sẽ bán combo này. Combo nhá, 3 hộp. Lộc sẽ bán combo 3 hộp. 3 hộp anh chị em sẽ mua với mức giá là 300.000 tròn. 300.000 nhá. Anh chị em nhá. 300.000 mua 3 hộp. Ok. 300.000 mua 3 hộp. 300.000 tròn nhá. Đây là điều tuyệt vời. Không ai bán giá này anh chị. Chỉ có Lộc bán, không ai bán nhá. Và Lộc sẽ bán 5 hộp cho anh chị em nhá. 5 hộp với mức giá là 480.000. 5 hộp 480.000 và Lộc sẽ miễn phí ship nhá. Anh chị em nhớ này, anh chị em mua 3 hộp thì là 300.000. Và nó có thể là sẽ không miễn phí ship, sẽ không miễn phí ship đâu. Đấy. Có thể là sẽ không có. Nhưng nếu anh chị em mua 5 hộp. 5 hộp nhá thì chỉ có 480 thôi. 480 thôi. 3 hộp là 300 này và chưa có miễn phí ship này. Nhưng 5 hộp 480 này và miễn phí ship nhá. Miễn phí ship. Đấy, anh chị em áp sale đi. Quá tuyệt vời, anh chị em mới chia sẻ cho mọi người. Cho mọi người quá tuyệt vời. Anh chị em mua cái này uống một ngày chưa quá 10.000 đồng. Uống để cứu cái thận của chúng ta. Mà anh chị em mua 5 hộp như thế này, 5 x 30 tức là 150 viên. 150 viên anh chị em nhé. 150 viên. Một hộp này anh chị em có thể uống, nếu như mà anh chị em bị nhẹ thì có thể uống 1 tháng 30 viên 30 ngày. Như anh chị em là bị nặng nặng, thận bị nặng nặng rồi, anh chị em uống điều trị sớm, điều trị nhanh thì anh chị em uống là 15 ngày một hộp. 15 ngày anh chị em sẽ uống hết một hộp này. Thế thì mua 5 hộp thì là anh chị em sẽ uống được khoảng tầm 2 tháng rưỡi nhé. 4 hộp là 2 tháng, 5 hộp là 2 tháng rưỡi. Thì sau đó anh chị em sẽ uống theo kiểu là một ngày một viên thôi, uống hỗ trợ điều trị dần. Đấy, gọi là uống một ngày một viên, một tháng một hộp, uống ngày một viên. Tức là một ngày chỉ 4.000 đồng thôi. Uống một ngày một viên gọi là người ta gọi là uống điều trị lâu dài, điều trị cầm cự. Đấy, hay là điều trị cải thiện chức năng thận nó dần dần. Nó cái gì nó phục hồi ấy, nó phục hồi dần dần. Chứ anh chị em có uống một lúc 10 cái viên này ấy, thì cơ thể chúng ta cũng không thể nào thẩm thấu được hết, nó không thể nào cảm nhận, nó không thể nào tiếp nhận được hết mà nó chỉ thải ra thôi. Nên anh chị em uống nó vừa phải thôi. Mà trong cái này nó có thành phần hải kim sa, người ta chiết xuất ra. Cái hải kim sa này nó rất là quý hiếm. Anh chị em có thể tra trên mạng cái hình ảnh hải kim sa này, nó rất giống cây dương xỉ thôi. Nhưng mà anh chị em có thể là sẽ nhìn thấy ở cái vườn nhà mình mọc. Thỉnh thoảng nó sẽ thấy nó mọc. Đôi khi sẽ thấy nó mọc. Thế nhưng mà không có nhiều đâu, không có nhiều đâu. Nó không khỏe như dương xỉ đâu, nó rất dễ chết nha. Cái hải kim sa này anh chị em có phải biết về thuốc cơ, anh chị em phải biết về cái dược phẩm cơ thì anh chị em mới hiểu được. Anh chị em phải biết về thế nào thảo dược thì anh chị em mới biết được quý hóa, cái quý giá, cái tuyệt vời của hải kim sa. Đấy, còn chưa kể là trong này nó sẽ có một số thành phần để tăng cái chức năng của hải kim sa lên, tăng tác dụng của hải kim sa lên. Đó là ở đây nó có cái cao hạt lẹ, đó là ở đây nó có cái gọi là kim ngân hoa. Đấy, kim ngân hoa và cao hạt lẹ. Ở đây nó có một cái nữa gọi là hạt lẹ và thỏ ti tử. Đấy, anh chị em hiểu về cái này thì anh sẽ hiểu là kết hợp giữa thỏ ti tử là hạt lẹ và kim ngân hoa nó mạnh gấp 10 lần, nó cạnh mạnh gấp 10 lần cái hải kim sa đi, nó tăng cái sức mạnh của hải kim sa đi. Anh chị em hiểu đấy. Đấy, anh chị em làm sỏi thận thì uống cái này tuyệt vời luôn. Sỏi thận mới đi tiểu đêm là cái biểu hiện của sỏi thận. Ui giời, anh chị em uống cái này quá tuyệt vời luôn. Đái dắt đấy, đái dắt là chết rồi. Đái dắt là cái người đấy là 80% nó có sỏi.
Đấy, cái người đái sắt mà đi tiểu nhiều lần đấy, tiểu đêm đấy, khát nước là chết rồi. Cái đấy là dấu hiệu của suy thận và đang có sỏi nhẹ rồi đấy. Có thể là sỏi nó sẽ không to nhưng mà sẽ mắc suy thận nặng đấy, bởi vì là cái tiểu sắt tiểu đêm là chết rồi, nguy hiểm, quá nguy hiểm, sau này chạy thận là chết. Anh chị em hãy nguy hiểm về cái sức khỏe của mình. Thì bây giờ Lộc sẽ kết thúc cái video này và Lộc sẽ chia sẻ và Lộc sẽ nhắc lại cái combo giá bán cho nó. Một hộp này Lộc sẽ bán 119.000 cho anh chị em này, mua một hộp đơn lẻ, hai hộp thì vẫn cũng giá đấy, hai hộp thì sẽ là 240 nhá, 240 và có thể là sẽ không miễn phí ship. Như anh chị em mua ba hộp thì có thể sẽ miễn phí ship nhưng cũng có thể không, nhưng ba hộp này thì Lộc sẽ bán có 300.000 thôi. Anh chị em nên mua combo ba hộp nó sẽ rẻ hơn là mua hai hộp 240, và anh chị em nên mua 5 hộp nếu như anh chị em đang bị thận nặng rồi. Thì một ngày anh em có thể uống là sáng một viên, tối hai viên, hoặc là sáng một viên, tối một viên, thì anh chị em mua 5 hộp đi. 5 hộp thì chỉ uống được hơn 2 tháng thôi, hai tháng rưỡi thôi. Thì 5 hộp này thì nó lại có giá là 480.000 thôi, 480.000 và miễn phí ship toàn quốc cho tất cả anh chị em xem nào, cho tất cả anh chị em là may mắn xem được cái video này. Đấy, miễn phí ship toàn quốc nhé. Anh chị em nhớ đây là một cái sản phẩm duy nhất ở trên Việt Nam Lộc thấy rằng nó có cái thành phần là hải kim sa. Hải kim sa là thành phần vô cùng tuyệt vời và nó được đi cùng với nó là thỏ ti tử và hạt nẹ và các sản phẩm khác, và những thành phần khác để tăng cái sức mạnh của hải kim sa lên, nên Lộc thấy nó quá tuyệt vời và muốn chia sẻ với các bạn để các bạn không bị suy thận nữa, không bị sỏi thận nữa, không bị chạy thận nữa, không mất tiền để chữa cái thận của các bạn mà có một sống khỏe mạnh, đặc biệt là cái chuyện chăn gối yêu đương vợ chồng nó được cải thiện vô cùng hạnh phúc cho các bạn. Đây là một điều tuyệt vời Lộc muốn chia sẻ với các bạn, và Lộc ước mong là Lộc sẽ trở thành một cái chuyên gia tư vấn về sức khỏe tình dục, sức khỏe thận, sức khỏe chăn gối cho các bạn để các bạn có thể có cuộc sống tốt đẹp. Đấy, các bạn có câu hỏi gì, các bạn muốn tư vấn gì, các bạn muốn kết bạn với Lộc, muốn trở thành những người đặc quyền đặc lợi để nhận được ưu đãi khác đặc biệt từ Lộc, các bạn hãy inbox dưới video này, các bạn hãy kết bạn với Lộc qua Zalo, các bạn hãy trở thành người bạn thân thiết của Lộc và Lộc sẽ giúp đỡ các bạn trong cuộc sống, chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong những những tương lai của cuộc đời và bước đi với những cái sản phẩm mà Lộc cung cấp. Nó giá chất luôn, Lộc làm giá chất và giá chuẩn cho anh chị em luôn. Ok, hẹn gặp lại anh chị em trong tất cả các video tiếp theo. Goodbye.